Đánh đầu. Vào. 1-0 cho Sông Lam Nghệ An. Pha ghi bàn của Hồ Tuấn Tài. Hồ Tuấn Tài ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp. Pha lắc đầu đầy cảm giác của Hồ Tuấn Tài. Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm hiểm hóc của đồng đội cũ Hồ Tuấn Tài. Không mở rộng ra, cứ lên lại. Cứ lên lại nhá. Sao em? Pha chuyền vào từ cánh phải rất chính xác của Đình Tiến. Tiền vệ phải Đình Tiến đã chuyền vào rất chuẩn xác và Tuấn Tài đáp lễ. Ôi, pha đánh đầu quá đẹp. Tình huống nguy hiểm. Wow! Tỷ số đã sẽ bằng 1-1. Không lâu sau bàn mở tỷ số của câu lạc bộ xứ Nghệ, đội khách Viettel đã gỡ hòa 1-1. Sự bình thản của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sau bàn thắng vừa rồi của học trò. Đây là mùa giải đầu tiên Việt Hoàng trở lại với câu lạc bộ Viettel. Tác giả bàn thắng vừa rồi là Bùi Duy Thường. Cầu thủ 24 tuổi Duy Thường có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Lần này lên đường phòng ngự của Sông Lam Nghệ An mắc sai lầm và Văn Hoàng đã phải vào lưới nhặt bóng. Văn Hoàng chỉ là người thay thế Nguyên Mạnh ở câu lạc bộ xứ Nghệ. Pha đá phạt của Khắc Ngọc đã gây áp lực đáng kể cho phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Khắc Ngọc. Lại là Khắc Ngọc nhồi vào. Cú vô lề của Bruno Cunha. Trên sân Vinh ở mùa giải trước, Cunha Bruno là người ghi bàn duy nhất cho Viettel trong trận đấu mà Viettel thua Sông Lam Nghệ An 1-3. Đó là trận lượt về. Khắc Ngọc. Và dứt điểm hiểm hóc, tỷ số được đưa lên 2-1 cho Viettel. Pha ghi bàn của Đức Chiến. Đức Chiến cao trên 1m80, to khỏe, và vừa rồi anh đã tận dụng những lợi thế này để không chiến thành công, nâng tỷ số lên 2-1 cho Viettel. Sau đó Viettel đã dồn đội hình lên, gỡ hòa 1-1 do công của Duy Thường. Vừa rồi Đức Chiến đã nâng tỷ số lên 2-1. Hiệp 2 trận đấu chắc chắn vẫn sẽ còn hết sức sôi nổi. Bóng được sạc ngang, sau đó bóng lại được quân dọc. Cú đá rất mạnh, thêm một quả phối hợp cho Sông Lam Nghệ An. Những diễn biến rất bất ngờ. Chúng ta xem lại quả phản góc hiểm hóc của Quang Thịnh. Pha dứt điểm của Peter Samuel, cầu thủ người Nigeria. Câu lạc bộ xứ Nghệ đã chứng tỏ quyết tâm rất rõ ngay đường hai. Họ thay hai cầu thủ và dồn đội hình lên để ép sân. Rất tiếc cho cầu thủ áo vàng. Trận đấu trọng tài đã rút ra một thẻ vàng dành cho Văn Trâm. Cơ hội
không vào. Rất tiếc cơ hội của Phan Văn Đức. Hàng phòng ngự Viettel chưa kịp ổn định. Thủ môn Nguyễn Mạnh đã từ chối bàn thắng của đồng đội cũ Phan Văn Đức. Pha xử lý đầy nỗ lực của Phan Văn Đức. Khắc Ngọc. Cái kỳ. Bruno Cunha đối mặt. Rất nỗ lực. Bóng vào trong sân. Cái kỳ. Không vào. Pha dứt điểm của Trọng Đại. Nhận đây, nhận. Từ từ chuyển lại, chuyển lại. Vào thời điểm cuối cùng, hậu vệ Sông Long An đã kịp cản phá ngay trước mũi chân của tiền đạo Viettel. Chúng ta xem lần nữa pha phối hợp giữa bộ đôi người Brazil, Kaique và Bruno Cunha. Kaique mùa giải năm ngoái thi đấu ở Thái Lan cho câu lạc bộ Chiang Mai. Bóng được treo vào trong cho Trọng Đại. Đình Tiến. Peter Samuel. Rất chính xác. Đáng tiếc là trợ lý trọng tài đã căng cơ. Một pha chuyền bóng với ý tưởng rất hay của Quang Tình. Đường chuyền đầy cảm giác của Quang Tình. Và cảm giác của chúng tôi là tiền đạo Sông Long An không việt vị. Quang Tình đã có pha mớ móng rất hay cho Phan Văn Đức. Lắm rồi, lắm. Lắm em mệt rồi, em đủ dưới ạ. Mệt rồi, em đã dưới rồi. Mệt rồi, đủ dưới. Chúng ta xem một lần nữa tình huống này. Không việt vị. Pha hợp quá hay của Sông Lam Nghệ An. Rất tiếc là trợ lý trọng tài số 2 Ngô Quốc Toàn đã căng cờ báo việt vị. Chúng ta cùng xem lần nữa. Rất rõ ràng là Phan Văn Đức đứng trên cả mét so với cầu thủ dưới cùng của Viettel là Bùi Tiến Dũng. Việt Phong chuyền vào cho Kaique, không vào, vẫn không vào. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Kaique. Suýt nữa tỷ số được đưa lên 3-1 cho Viettel. Những pha phối hợp khá hay của đội bóng áo đỏ. Kaique đã rất nhanh tung ra cú đá thứ hai. Phòng ơi, về trước đi Phòng ơi. Đá thứ tư, đá thăng lên, thăng lên, thăng lên. Vào sau mà đá như thế. Pha bóng quá đáng tiếc cho cầu thủ Viettel. Bruno Cunha phá qua người. Rất nhanh. Đối mặt. Không vào. Pha cản phá xuất sắc của Văn Hoàng. Tình huống rất đẹp mắt. Chúng ta đã thấy được tài nghệ của Bruno Cunha và cả khả năng cản phá xuất sắc của Văn Hoàng. Một pha qua người gợi nhớ đến huyền thoại của thể công là Hồng Sơn trước đây. Bruno Cunha thực sự là một tiền đạo toàn diện. Rất may là Sông Long An còn có tài nghệ của Văn Hoàng, lên đội U19 trước đây ở hàng phòng ngự. Trợ lý trọng tài số 1 Phạm Mạnh Long vừa căng cờ. Đây là tình huống mà cầu thủ Viettel không việt vị. Peter Samuel
Nguyên Hoàng băng ra rất kịp thời. Bóng nảy ra hơi mạnh. Peter Samuel. Sút bóng. Không vào. Pha dứt điểm rất con nét của Hồ Tuấn Tài. Phan Như Thuật vỗ tay động viên ngọc cho Hồ Tuấn Tài. Đánh đâu? Quả phát bóng cho Viettel. Một tình huống mà trung vệ có chiều cao Gustavo cũng đã lên để tham gia tấn công. Và như vậy là thời gian của trận đấu đã hết. Viettel chiến thắng 2-1 trong một trận đấu nghẹt thở và lên đứng thứ hai bảng xếp hạng.